Phúc họa tại miệng, năm khẩu nghiệp gánh cả đời không hết. Kính thưa quý vị, lời nói không thể thấy, không thể cầm nắm được, hình như không có tướng, thế mà tự xưa nay đã gây nên biết bao nụ cười và nước mắt. Nghiệp là hành động tạo tác nhiều lần có chủ ý của thân, miệng và ý. Nguyên nhân đưa tới quả báo. Cả hai, nghiệp và quả báo, tạo thành luật nhân quả, tuần hoàn không dứt, đưa con người luân hồi khắp sáu cõi. Nếu gieo nghiệp thiện, sẽ sanh ở cõi trời, người Atula. Còn nếu tạo nghiệp ác, thì sẽ bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong đó phần miệng là gieo tạo nghiệp nhiều nhất. Nhưng đối với đạo Phật, tu là chuyển được nghiệp. Câu nói dân gian, khẩu xà tâm Phật là sai hoàn toàn. Phật chẳng bao giờ nói lời độc ác, hại người là tính cách các con dùng để tạc rắn. Ở mỗi người có cách nói thương khác nhau, cách thể hiện từ bi khác nhau. Như hành sai biệt của các Bồ Tát, thị hiện là phán quan cũng xét xử công minh, khó có thể gọi là ác tướng. Một, vọng ngữ, tức là nói dối. Phật giáo coi trọng sự thật và điều thật, nên nói dối là một trong những tội nghiệp nặng. Người mà mở miệng ra là nói dối không chớp mắt, nói dối tới quen miệng, thuận lời, không cần suy nghĩ, chính mình còn không cảm nhận được mình đang nói dối. Thật là nguy hiểm. Nếu không thể giúp được gì cho người khác thì không nên hại người. Những người này đôi khi nói dối cũng không phải là để hại người, mà nói dối cho vui, ba hoa. Thế nhưng không biết rằng như thế là sức họa vào thân. Người gặp thì đề phòng, bạn bè gặp thì lánh xa, nhân duyên gặp thì vụt mất. Vì vậy, Phật dạy về cuộc sống, dù nói dối xuất phát từ hảo tâm hay ác ý, đều là tạo nghiệp xấu, làm tổn hại danh dự và hạ thấp bản thân. 2. Thiện ngữ, tức là lời lẽ thô thiển. Người mà hay dùng những lời không hay đả kích người khác thì đối với Phật giáo chính là ác nhân. Đả thương lòng tự trọng của người khác, chỉ mắng người khác, làm phương hại danh dự người khác là họa từ miệng ra. Nói lời hại người lại chính là hại mình, tự mang phiền toái tới cho mình. Bởi vậy mà Phật dạy, tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình. Khi thốt ra những lời lẽ thô tục đối với người khác thì cũng là lúc bản thân bị hạ thấp, mà nói lời thô thiển lại còn bị tổn phước, rất không nên làm. 3. Ba phải, nói hai lời. Hai lời, tức là lúc nói thế này, lúc nói thế khác. Châm ngòi ly gián, trước mặt người này nói A, mà với người khác lại nói B, để hai bên phát sinh mâu thuẫn. Loại người này rất nguy hiểm, dùng lời lẽ hại người là tạo nghiệp ác, chứ không đơn thuần là nói sai sự thật. 4. Xảo ngữ, tức là lời lẽ khiêu khích. Người dùng ngôn ngữ khích bác, gợi lên lòng tham, sân, si của người khác, tuy cười nói bóng bẩy đấy mà bụng dạ sâu xa, cũng là ác nghiệp. Nếu không thể giúp được gì cho người khác thì không nên hại người. Nếu không thể dùng từ bi mà hóa độ tham, sân, si của người khác thì cũng không nên khơi gợi, cổ vũ những thói xấu ấy. 5. Phật dạy, khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất của đời người, họa từ miệng mà ra. Nặng, ăn không nói có, nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thêu dệt. Nhẹ, ăn uống cầu kỳ, phê bình khen chê, rêu rao tứ chúng. Hậu quả của khẩu nghiệp cũng vô cùng kinh khiếp, không dương thì âm, sớm hay muộn thì cũng đều có báo ứng. Vết thương bạn gây ra trên thân thể người khác còn có ngày lành, còn vết thương gây ra sau lời nói thì chẳng biết khi nào mới lành lặn được. Chửi bới và nói xấu, hay đi rêu rao về người khác mà người ta không phản ứng, hay không biết thì như kẻ tự ngửa cổ lên trời phun nước bọt rồi chỉ rơi trúng mặt mình. Vậy tốt nhất không nên đi nói xấu ai khắp mọi nơi, dù họ có làm điều không tốt thật mà không gây hại tới bản thân mình và cộng đồng. Bởi ngậm máu phun người thì tanh mồm mình trước,
Khẩu nghiệp là nghiệp lực khó khắc phục nhất cho việc tu hành. Gieo nhân nào gặp quả ấy. Đừng vì đôi lời nói ra phút chốc mà gánh nghiệp cả đời. Khẩu nghiệp là nghiệp lực khó khắc phục nhất cho việc tu hành, là lực cản trở lớn nhất cho việc tu hành chứng đạo, là sức mạnh sát hại sinh mạng lớn nhất cho việc tu hành, là nghiệp lực chính yếu đưa ta đọa xuống ác đạo, là sức mạnh ngăn trở lớn nhất cho việc vãng sanh, khiến cho đạo tràng không được thanh tịnh, thị phi không ngừng, khiến cho tăng đoàn không hòa hợp, đạo pháp không hưng thịnh, khiến chúng sanh thoái mất đạo tâm, đoạn mất thiện căn làm người. Thông minh không có nghĩa là khôn ngoan, và thông minh không phải để kiếm ra tiền. Khôn ngoan mới có thể kiếm ra thật nhiều tiền. Tự làm giàu chân chính, học lực không nhất định phải cao, nhưng nhất định phải có sự khôn ngoan. Bọn họ đều là những người rất chuyên tâm học cách kiếm tiền. Họ thông qua việc học để bước vào quy luật kiếm tiền, làm chủ cánh cửa kiếm tiền và dần dần bước lên trở thành một anh hùng đại phúng. Khi bạn đã lĩnh hội được cách để kiếm tiền, thì khi đó căn bản bạn đã hình thành nên cách để đi tới cánh cửa kiếm ra tiền. Học cách kiếm tiền như thế nào? Đây là định luật kiếm tiền thứ 7. 8. Muốn kiếm nhiều tiền, bắt buộc phải lựa chọn. Phong thủy không ngừng luân chuyển, ắt có ngày tìm tới nhà bạn. Cũng giống như tiền tài nhiều vô kể, cách kiếm tiền cũng nhiều không đếm xuể. Nhưng muốn kiếm nhiều tiền thì phải biết lựa chọn. Sự lựa chọn chính là vận mệnh và cũng chính là tài phú. Không biết lựa chọn, bà sẽ mất đi phương hướng, từ đó tài, phú cũng vụt khỏi tầm tay. Không ai khác, bạn chính là chủ nhân của vận mệnh, là thượng đế của tài phú. 20 năm trước, có một thiếu niên Mỹ 17 tuổi, đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới, đeo một cặp kính cận dày cộp. Nhưng sự lựa chọn của cậu ấy là theo đuổi công việc lập trình phần mềm, mở ra công ty kinh doanh phần mềm. Chính sự lựa chọn này đã cho chúng ta nhìn thấy một Bill Gates và thương hiệu Microsoft của ngày hôm nay. Tỷ phú châu Á đầu tiên, ông Masatoshi Son, người Nhật, gốc Hàn, bắt đầu lập nghiệp khi mới 19 tuổi. Trong một năm, ông đã hoạch định tới 40 kế hoạch lập nghiệp, nhưng cuối cùng ông chỉ lựa chọn cho mình một con đường lập nghiệp mà ông cho là tốt nhất. Đó chính là kế hoạch SoftBank. Điều này đã đưa tên tuổi của ông vào danh sách các nhà tỷ phú. Trong thời đại thị trường đa dạng hóa ngày một nhanh chóng, chỉ có sự lựa chọn đúng mới có thể mang tới thành công. Walmart Mỹ chỉ lựa chọn ngành tạp hóa bán lẻ. Coca-Cola chỉ kinh